Sina đưa tin, Bạch Lộc vừa ký hợp đồng trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức cấp cao Sherpa. Xuất hiện tại sự kiện của nhãn hàng, Bạch Lộc diện thiết kế váy đen cùng kiểu tóc búi sang trọng. Tuy nhiên, những phụ kiện đi kèm như vòng cổ, hoa tai hình trái tim màu đỏ lại bị chê là què và kém sang hẳn. Người hâm mộ đã bênh vực rằng đó là phụ kiện của nhãn hàng yêu cầu nên Bạch Lộc buộc phải diện như vậy. Nhưng cũng có ý kiến phản pháo khẳng định nữ diễn viên hoàn toàn có thể đổi một outfit khác phù hợp hơn, làm nổi bật trang sức của hãng. Bên cạnh đó, đa phần bình luận đều đồng tình rằng thần thái của Bạch Lộc không được sang chảnh như những ngôi sao khác, mà có phần quê mùa, không xứng làm đại diện thương hiệu xa xỉ. Trong sự kiện, nữ diễn viên Trường Nguyệt Tuấn Minh có những hành vi thiếu tinh tế như đưa ly rượu lên đầu khách mời, dáng đứng khó hiểu. Nữ diễn viên cũng bị chê nói tiếng Anh kém vì đọc sai từ đơn giản, thậm chí quên cả tên dòng sản phẩm do mình làm đại diện. Một bộ phận khán giả cho rằng, khi đã được thương hiệu tin tưởng trao danh phận, Bạch Lộc nên chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ để tránh sự cố. Trước đó, Tôn Lệ, Trương Tử Phong, Dương Tử, Thành Nghị, Tiêu Chiến, nhóm nhạc Hàn Quốc aespa là những gương mặt quen thuộc của hãng và đều nhận được phản hồi tích cực. Bạch Lộc hiện là gà cưng của công ty Hoan Ngu và được biên kịch Vũ Chính giúp sức nâng đỡ. Cô là nữ chính trong nhiều dự án phim lớn, trong đó có hai dự án sắp lên sóng là Ninh An Như Mộng và Di Ái Vi Doanh. Hiện nữ diễn viên đang trong quá trình quay Bắc Thượng, một dự án phim chính kịch.